Chào buổi sáng cô chú ơi. Chúc cô chú có một buổi sáng Tết thật là vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Thì năm cũ bước qua năm mới. Chay thì cũng chỉ có cơm với nước tương hàng ngày thôi cô chú. Ngày nào cũng vậy, từ năm 2019 cho tới năm 2020, ngày nào cũng cơm nước tương với trứng. Nên là chay không có cầu mong cái gì cho cao sang đâu cô chú, chay chỉ cầu mong sức khỏe thôi. Chôm chôm đúng rồi. Ăn đủ no bụng và cầu mong sức khỏe và hạnh phúc là được rồi. Hả chay ha? Dạ đi con. Chay. Thấy chưa, nói nó cũng không trả lời luôn rồi. Chay ăn cơm với gì á? Cơm với chay. Ăn cơm với gì? Cơm với trứng. Đổ rồi. Đừng có lấy cái tay chỉ cái chọt chọt vô đi. Ăn thì cầm cái muỗng ăn được rồi. Ngon quá. Cô chú ai lì xì cho chay cho ta? Cô chú lì xì cho chay bằng một cái like nha. Bấm vô cái like. Bao nhiêu cái like là bấy nhiêu tiền lì xì đó. Một cái like là cho cỡ 10.000 tiền lì xì đây. Cứ thế mà nhân lên 2.000 cái like. 2 triệu. Sương sương. Đúng không chay? Không khí Tết ở bên này thì cũng không có gì nhiều. Cũng ở nhà y như là bình thường thôi. Thì bây giờ hôm nay cái gì đó, đường ở ngoài đó mưa đó, nên là con đường đó bị đông cứng lại. Nếu mà chạy xe thì rất là bị gọi là cái gì ta, bị chạy xe là bị trơn trượt, nên là rất là hạn chế ra đường hôm nay. Nên là chỉ ở nhà thôi cô chú ơi. Không có không khí như là cô chú đang ở Việt Nam, đang ở quê ăn uống sum họp gia đình đâu. Mẹ chay với chay quyết định nghỉ Tết 3 ngày nha cô chú nha. Nghỉ Tết để cho cô chú ăn Tết 3 ngày. Mẹ chay với chay cũng được nghỉ Tết nữa. Không đăng video. Hẹn gặp lại cô chú mùng 4. Mùng 4 Tết video cô hai mẹ con. Để cho cô chú ăn Tết bình yên đi. Không có chay coi, cho cô chú ăn Tết bình yên chút. Xong rồi cái ăn xong rồi cái cô chú trở lại với chay như bình thường. Mình là mình ra đi là mình để trợ để mình trở lại mà. Chôm chôm đúng rồi. Chôm. Ngon con. Chí. Trứng á, ừ. Wow, chay đẹp quá. Quay vòng mẹ coi coi. Oh wow, ai mua con đồ này đây? Mua phạt. Đồ này con biết ai mua con không? Út mua à? Ai mua đồ công chúa? Ờ cô chú ơi, bữa nay cô chú thấy cô công chúa nào đang ngồi xây nhà không cô chú? Này là Bạch Tuyết nè. Bạch Tuyết mà tay chân ta nói thiệt khổ, ăn cứ dẻ miết. Làm họa sĩ làm sao? Bạn đi. Đó, không dữ chưa? Nay Tết mà mình phải chơi đồ khác. Có những cái bộ đồ áo dài, áo đồ, nhưng mà Ngọc suy nghĩ là thôi để cho mặc cái này đi. Cô chú chưa bao giờ thấy cái bộ đồ này của chay mặc á. Hình như có thấy rồi, nhưng mà chỉ trong thoáng qua thôi. Một cái video mấy chục giây. Một phút tới mấy chục giây thôi. Đó, Bạch Tuyết là có cái này làm sao nữa nè, đó, thấy chưa? Mà anh đó. Hả? Mà anh đó. Chay, con nhìn con nè chay. Con thấy con không chay? Wow, mặc bộ đồ gì đẹp dữ vậy ta. Nhìn nè. Nè. Không thèm để ý luôn. Trời ơi, giờ đem vô tới đây chơi luôn rồi hả? Hả? Thì con làm con để vậy là rớt thì đúng rồi. Đấy. Sao? Ngồi đi. Ngồi xuống. Sit down đi con. Huy đi ra ngoài chơi đi con. Đi ra ngoài chơi.
Mẹ phụ Trái rồi sau này mời Trái phụ mẹ nha. Dạ bố rồi. Con dạ đi con. Dạ bố rồi. Giờ gỡ ra gắn vô lia lịa vậy đó. Tết của Trái là vậy đó chú, ngày nào cũng vậy đó. Chơi thôi, ngày nào cũng là Tết của Trái vậy đó. Đúng không Trái? Chùa. Màu đó màu gì á? Vàng. Màu gì? Oxy. Trời ơi trời, cái váy này màu gì đây? Oh, lovely. Lovely little princess. Jade is a little princess. Phải không? Phải Jade là little princess không? Dạ. Jade có phải là công chúa nhỏ không? Của ai? Của ai? Của Út. Của Út hả? Rồi của ai nữa? Út. Rồi ai nữa? Trời Út. Của mẹ nữa? Mẹ. Mẹ. Trai ơi, Trai là công chúa nhỏ của ai ta? Chúa của ai? Trai là công chúa nhỏ của ai? Chúa. Nói mẹ nghe coi, của ai? Trai của ai? Của Út. Vậy hả? Rồi của ai nữa? Của Út. Của Út thôi hả? Rồi của ai? Của mẹ nữa. Cô nói đi, của mẹ. Mẹ nữa. Đúng rồi. Quay vòng tròn mẹ coi coi, quay vòng mẹ coi coi. Chơi quay vòng mẹ coi coi. Quay vòng mẹ coi coi. Đứng lên quay vòng tròn mẹ coi coi. Ngọn cố đi. Rồi, hello. Ôi trời, hello, cố quậy. Cố quậy hả? Hôm nay con nói chúc ông cố. Chúc con đón đúng rồi. À, ăn Tết vui vẻ. Vẻ. Ăn Tết đúng rồi. Vui vẻ. Rồi giờ gọi ai? Ngủ ngon. Ngủ ngon hả? Ngoại ngủ ngon hả? Anh ngon. Anh ngon rồi ạ. Ngoại ngủ ngon hả? Biết chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon đúng rồi. Con nói đi. Chúc năm mới. Chúc năm mới dồi dào sức khỏe. Nói không? Đúng rồi, sức khỏe. Đợi đi. Chúc cô chú dồi dào sức khỏe. Sức khỏe. Yeah. Mẹ nói mẹ. Nhảy đi con. Bị gì? Lấy ngựa ra đi, lấy ngựa ra chơi ngựa đi. Lấy không mày lấy cho. Mày lấy cho chơi nha. Rồi cho con thỏ ngồi hả? Ừ, thỏ lên ngồi đi thỏ. Thỏ ngồi. Trời ơi, rình con thỏ không nổi luôn rồi bà. Bà đặt cho thỏ ngồi nữa. Ngồi. Thân mình lo không biết xong chưa nữa. Mẹ ngồi trời. Mẹ cho thỏ ngồi giùm con nha. Để ra đi. Ra đi, ra mẹ cho thỏ ngồi giùm con. À. Con lên luôn hả? Con lên rồi sao thỏ lên? Ngồi. Hả? Hết chỗ cho thỏ ngồi rồi. Sao mà ngồi được mà ngồi kiểu gì lạ luôn. Rồi đó. Hả? Đó, ngồi sao ngồi? À, muốn vừa phi ngựa vừa nghe nhạc hả? Ai biết đâu. Tưởng hết chơi rồi, cực kỳ tắt thôi, ai biết đâu. Xin lỗi nghe. Mở lên. Rồi, bấm đi.
Bấm đi. Bấm đi công chúa. Công chúa ngủ một giường. Ok. Bấm đi Bạch Tuyết. Há mấy nhai. Rồi cỡ ngựa, cỡ ngựa, cỡ ngựa. Ngựa, ngựa, ngựa rảnh không có chuyện gì làm kìa. Trời ơi, dữ vậy ta. Cỡ ngựa về Việt Nam ăn Tết á. Đó. Cô chú có thấy không? Cỡ ngựa về Việt Nam ăn Tết luôn. Ôi trời trời trời, xếp té. Xếp bật cửa. Thở vừa vừa thôi. Việt Nam chờ con chứ không có đi đâu đâu, đừng lo. Nhớ mà. Sao? Trời ơi, nó cởi là nó muốn đi luôn á. Chỗ nào? Chơi đâu? Đổ rồi. Rồi con nói Việt Nam ơi. Nói Việt Nam ơi. Thôi thỏ ngồi hả? Con nói Việt Nam ơi, chờ chơi. Chơi đây. Chơi. Trời té. Xin lỗi ông già, chơi không có quậy nữa. Ông già đừng có bắt chơi nha. Ngồi đâu? Ngồi đây con, ngồi có ăn kem không? Con có ăn kem không? Dạ. Có ăn kem không? Dạ có kem. Dạ có ăn kem, con nói làm sao? Chị chết kem ai? Hả? Làm sao? Mẹ. Nói tiếng Việt á. Tiếng Việt nói làm sao? Con gì? Con cảm gì? Có ăn kem không? Dạ. Con nói làm sao? Có mãi. Không. Cái gì tên kiều ngoại? Nói tiếng Việt coi. Con cảm ơn. Con cảm ơn mẹ. Rồi hôn mẹ một bánh. Con có thương mẹ hơn. Con ngồi xuống đàng hoàng coi, ngồi xuống đàng hoàng. Bây giờ con nói nè. Hả? Hết bên rồi hả? Rồi con nói chúc cô chú. Đây nè, đây nè, đây. Chúc cô chú. Chúc gì chú? Chúc cô chú. Chúc gì? Ăn không? Dạ. Chúc cô chú. Chúc gì chú? Ăn Tết. Ăn Tết. Vui vẻ. Vui vẻ. Yeah. Trời, không ai vậy? Không ai, má tính mẹ chi vậy? Cắn thử miếng ngon không? Cắn thử là ngon. Cầm. Ngon không? Cầm đó. Mà ngon không? Cầm. Mà ngon không? Cầm. Dạ ngon mẹ. Cầm miếng. Không mẹ miếng. Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để ở đầu á hả? Nè mẹ cho chay nè, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Rồi ăn đi. iPad hết pin rồi. Ăn đây, ăn kem này. Ngon quá. Ngon không con? Ngon không con? À, ngon quá. Chay là cái gì của mẹ? Ăn kem. Diện kem. Chay là cái gì của mẹ? Là cục gì? Cục gì? Hay quán nước. Cục vàng. Cục vàng. Của mẹ. Của mẹ. Chay là cục vàng của mẹ. Mẹ. Đúng rồi. Mẹ. Mới mốt mà mày hỏi con. Mới mốt mà mày hỏi con chay là cục gì của mẹ, con nói chay là cục vàng của mẹ, mẹ nha. Nha. Mẹ. Dạ đi con. Đó. Chay là vàng. Chay là cục gì của mẹ? Cục vàng của mẹ. Chay là cục gì của mẹ? Cục vàng. Cái thằng đây. Chay là cục gì của mẹ? Ngon con? Ngon. Dạ ngon mẹ. Ngon. Chay là cục gì của mẹ? Trời.
Cột vàng. Đúng. Ngon quá.